Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Vương Nhất Bác giành chiến thắng, Triệu Lê Dĩnh đăng ảnh chúc mừng. Vương Nhất Bác đã giành chiến thắng vì Lê Y Sô chọn sai chiến thuật. Hàn Canh, Harry Lay, Vương Nhất Bác cùng tranh tài để đưa thí sinh của mình trở lại đường đua Stand Down ở China 4. Tập 4 của show truyền hình thập kỷ, đây chính là nhảy đường phố 4, đã được phát sóng. Bên cạnh việc lựa chọn 49 dancer tài năng và xuất sắc nhất vào vòng trong, tập mới cũng cho khán giả thưởng thức trận chiến đáng mong đợi giữa 4 đội trưởng Hàn Canh, Harry, Trương Nghệ Hưng và Vương Nhất Bác. Mùa 4 của đây chính là nhảy đường phố mang tầm cỡ quốc tế, không chỉ có nhiều dancer trên toàn cầu đến đo sức mà còn quy tụ dàn dancer và quán quân của 3 mùa trước. Vì dancer nào cũng mạnh nên 4 đội trưởng khá phân vân khi lựa chọn. Trước đó, quán quân của mùa đầu Hàn Vũ chỉ nhận được 3 lá phiếu và được Bori bước ra thách đấu. Cả hai xuất sắc đến mức 4 đội trưởng không biết chọn ai và phải tiến hành trận bắt le. Sau tất cả, Bori bị loại trong tiệc nuối, tưởng chừng đã kết thúc vòng loại đầu tiên. 51 dancer kém may mắn đành phải ra về, nhưng họ bất ngờ nhận được 5 vé hồi sinh. Cụ thể, 4 đội trưởng sẽ bước vào trận Sipen với 4 vòng. Mỗi vòng là một phong cách âm nhạc ngẫu nhiên. Hàn Canh và Harry chọn popping, Vương Nhất Bác chọn hip hop và Trương Nghệ Hưng chọn karung. Kết quả, 4 đội trưởng thể hiện tốt nhất ở phần nhạc karaoke thứ hai, bởi lẽ 3 đoàn nhạc còn lại quá phẳng nên các đội trưởng chỉ thể hiện được một số động tác hạn chế. Chỉ có dòng nhạc karaoke mới mang lại nhịp điệu bùng nổ liên tục. Trong vòng này, Trương Nghệ Hưng và Vương Nhất Bác đều cháy với điệu nhảy karaoke. Kỹ năng của dòng ca ISO gọn gàng và rõ ràng hơn năm ngoái, trong khi Mỹ Nam Trần Tình Lành thể hiện được tinh thần tự do, quyến rũ và hoang dã hơn bao giờ hết. Cả hai dường như đang cạnh tranh và khó phân thắng bài. Tuy nhiên, vào lúc cao trào của nhịp điệu, Trương Nghệ Hưng đã sử dụng kỹ thuật hạ gối liên tục. Đây là kỹ thuật kinh điển của Vương Nhất Bác vào năm ngoái. Ngược lại, Vương Nhất Bác không chịu thua và sử dụng cách vung cánh tay. Đây là phong cách mà Trương Nghệ Hưng đã trình diễn trong mùa 3. Cả Trương Nghệ Hưng và Vương Nhất Bác đều thành công trong việc tạo ra bầu không khí sôi nổi tại trường quay, nhưng không ai nghĩ rằng cú hit thực sự đến từ vị trí của Hàn Canh. Hàn Canh vốn có kinh nghiệm trong 3 mùa, dù trước đây anh không tạo nên được cảm giác mạnh mẽ, nhưng lần này đã chứng tỏ được bản thân với khả năng bật. Anh nắm bắt hiểu âm nhạc và kích thích khán giả bằng những động tác và nhịp điệu chính xác. Do đó, Hàn Canh trở thành đội trưởng duy nhất khiến các vũ công phấn khích đến mức lao vào đấu trường. Kết quả của 4 hiệp đấu cuối cùng, Vương Nhất Bác vô địch và giành được 2 chiếc khăn, có thể hồi sinh lại cho 2 dancer, trong đó là sự trở lại của Bori. Trương Nghệ Hưng được cho là đối thủ mạnh số 1, nhưng rất tiếc anh đã sai lầm với chiến thuật. Năm ngoái, Trương Nghệ Hưng đã sử dụng karung trong 4 hiệp, nhưng năm nay anh sử dụng các kiểu nhảy khác. Kết quả là anh chàng mất rất nhiều hiệu suất. Tất nhiên còn có một lý do khác. Đó là hai hiệp nhạc popping thực sự không phù hợp với karung, nhưng đây là quy luật của trận đấu. Điểm mạnh của Vương Nhất Bác nằm ở chỗ anh ấy là một dancer linh hoạt, cùng với thể chất vượt trội cũng như khả năng âm hiểu âm nhạc. Nam ngôi sao có thể thể hiện đẳng cấp siêu sao trong bất cứ loại nhạc nào, và người có điều kiện giống anh lại là Hàn Canh. Nhưng đáng tiếc Hàn Canh lớn tuổi hơn khá nhiều. Nếu Hàn Canh vẫn còn là một chàng thiếu niên và sống trong cùng một thời đại, có thể sẽ có một cuộc đấu tay đôi rất thú vị. Cuối cùng, trận bắt lẽ giữa các đội trưởng chỉ là một phần chương trình nhằm hồi sinh cho 5 dancer. Trận tiền kết thúc, sân khấu lập tức chào đón sự trở lại của các dancer. Được biết, 54 dancer chia thành 8 đội và tiếp tục trận đấu loại trừ vào tuần tới sau khi chọn ngẫu nhiên một bản nhạc với vô số thể loại. Tập 5 được phát sóng vào lúc 22:30 thứ bảy tuần sau, ngày 11 tháng 9. Triệu Lê Dĩnh đăng loạt ảnh mới. Triệu Lê Dĩnh xinh đẹp, quyến rũ và là một trong những sao nữ hot nhất nhì hoa ngữ hiện nay. Nữ diễn viên nỗ lực làm việc và giữ gìn hình ảnh sạch, giúp cô rất được lòng khán giả. Mới đây, Triệu Lê Dĩnh đã đăng tải bộ ảnh phong cách nàng thơ quyến rũ, chụp tại một khu vườn ở ngoài ô Bắc Kinh. Nữ diễn viên diện bộ váy hoa, hoa tiết, đính kèm với phom dáng ôm, khoe sắc vóc thon thả. Theo Sina, Triệu Lê Dĩnh hiện hài lòng với cuộc sống độc thân. Kể từ sau khi ly hôn Phùng Thiểu Phong, cô bận rộn với lịch trình công việc và không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Nửa năm qua, nữ diễn viên liên tiếp nắm giữ vị trí hàng đầu trong nhóm nghệ sĩ nữ có sức hút về thương hiệu tại Trung Quốc. Ngoài quay quảng cáo, đóng phim, cô hiện là khách mời của nhiều show hot trong nước. Giới truyền thông nhận định về việc giữ gìn hình ảnh triệt để, nói không với scandal giúp Triệu Lê Dĩnh được nhiều thương hiệu trong nước và quốc tế ưa chuộng. Theo một báo cáo, Triệu Lê Dĩnh trong vòng 4 năm đã kiếm được 1,37 tỷ nhân dân tệ, hơn 211 triệu USD chỉ nhờ vào tên tuổi và các hoạt động showbiz.
So với Dương Mịch, hình ảnh người mẹ đơn thân của Triệu Lệ Dĩnh cũng nhận được sự yêu thích hơn. Dù bận rộn công việc, nữ diễn viên vẫn luôn dành thời gian mỗi ngày gọi điện cho con, mua đồ chơi, quà bánh và cứ mỗi cuối tháng sẽ tranh thủ về thăm bé. Cô và chồng cũ Phùng Thiếu Phong cũng giữ quan hệ tốt vì con. Sau ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh sớm trở lại với công việc. Thông qua mạng xã hội, cô đăng tải lịch trình, ghi hình bận rộn cho các game show và quay quảng cáo. Nữ diễn viên cũng sẽ tham gia dự án phim điện ảnh, truyền hình trong thời gian tới. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.